Người thợ này kéo đứt một mảnh thủy tinh trong tay, sau đó nướng trên lửa. Trong nháy mắt tổng thể hoa văn vô cùng độc lạ. Đây không phải chế tạo đồ thủ công, mà người thợ đang tạo ra những chiếc bút thủy tinh có độ khó cao. Loại bút này được gọi là bút dễ vỡ, vì chỉ cần rơi xuống đất là sẽ vỡ. Liên quan đến việc khi nào vỡ thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Tiếp theo, người thợ bắt đầu đo kích thước thanh thủy tinh. Khi đạt kích thước lý tưởng sẽ tiến hành cắt đoạn. Có thể thấy quá trình này người thợ làm vô cùng cẩn thận, không dám lơ là chút nào. Sau khi xóa sạch dấu vết, chỉ cần nhẹ nhàng tách ra là được. Đây cũng là do chàng trai đã mất hàng chục cân thủy tinh mới thu về kinh nghiệm hữu ích nhất. Khi nguyên liệu đã chuẩn bị xong, tiếp theo sẽ tới phần thể hiện của người thợ. Một tiếng tách, ngọn lửa đã bật lên. Xắn tay áo cao, chuẩn bị tinh thần để nướng kính thủy tinh. Để làm nóng đều các chi tiết, cần phải xoay chuyển liên tục. Vì thủy tinh không phải là tinh thể nên nó không có điểm nóng chảy. Vì vậy chỉ cần đạt tới 500 độ mới có thể liên kết. Trước khi kết cấu trở nên cứng cần bảo đảm trạng thái xoay chuyển. Nghe nói làm vậy có thể khiến hoa văn được rõ nét hơn. Để bút thủy tinh đạt hiệu quả, người thợ bắt đầu liên kết ba thanh lại với nhau. Điều này tạo nên độ biến dốc hoàn hảo. Trải qua hàng ngàn lần, bàn tay của người thợ dường như không còn sợ nóng. Thở một hơi đều đặn, sau đó chuẩn bị cho lần chế tạo. Lúc này vị trí kết nối trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần trở thành một thể. Tiếp theo bắt đầu chế tạo bút thép. Thân bút mềm thì lại xoay chuyển một chút, cho đến khi thân kính xanh bị biến dạng hoàn toàn. Giống như trong video, thân bút lúc này xảy ra biến đổi rõ rệt, từ giá vài đô đã nâng tầm lên vài trăm đô. Giờ còn cần tiến hành xử lý nửa trên của thân bút, để hình dáng cố định trở nên tròn mịn hơn. Lúc này mới chế tạo ngòi bút, vẫn sử dụng nhiệt độ cao để nướng, sau đó tiếp tục kéo sợi. Để đầu bút có thể viết ra chữ, cần xử lý phù hợp với các chi tiết. Lúc này ngòi bút trông thật tinh tế, mọi người chắc hẳn đã nhìn rõ. Giờ sẽ tới công đoạn mài. Trong quá trình này người thợ phải liên tục đánh bóng cho ngòi bút. Để khiến nó đạt trạng thái tốt nhất, người thợ cũng phải tỉ mỉ với nghề. Tiếp theo đây chúng ta cùng xem công đoạn cuối cùng. Sau khi hút mực lên ngòi bút là có thể dễ dàng viết chữ. Dù bút thủy tinh không có túi mực, nhưng ở khoảng trống phía trên ngòi bút có thể lưu trữ một phần của mực. Trong quá trình viết sẽ không gây ra hiện tượng mực bút bắn ra. Điều này có phần giống với bút lông cổ điển. Nguyên tắc là chấm mực trước rồi mới viết. So với bút thủy tinh chất lượng thì có vẻ tốt hơn. Bạn nghĩ chiếc bút này sẽ có giá bao nhiêu tiền?